Truyện cổ Phật giáo. Câu chuyện về người mẹ. Nắng hồng đã bắt đầu tươi thắm trên muôn ngàn cây cỏ. Những tiếng chim ríu rít hòa lên khúc nhạc tưng bừng. Đằng xa, một dáng điệu oai nghiêm bệ vệ trong chiếc y vàng, hào quang sáng chói, khoan thai lần bước với chiếc gậy trúc tẩm màu sương nắng. Đây chính là Đức Phật. Như thường lệ, mỗi lần nắng lên, Ngài đi khất thực. Ngài chỉ sống bằng những hạt cơm cúng dường của những tâm hồn mộ đạo, nhân đó để giáo hóa mọi người quay về đường thiện. Đức Phật đến nhà ông Đế Đô, một nhà có tiếng giàu sang nhất, nhưng cũng không kém phần ích kỷ. Chủ nhà đi vắng, con chó nằm trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu như phóng ra những tia lửa hung ác, nanh nhe khỏi mồm như sẵn sàng một thứ khí giới trắng nhọn vô cùng ghê tởm. Nó gừ một hơi rồi nhảy chồm đến ngài, kèm theo một tiếng gầu dữ dội. Không chút sợ hãi hay hoảng hốt, ngài thản nhiên ôn tồn nói: "Ngươi hãy im. Chó ta chỉ đưa mình lui để lấy thế, rồi nhanh như chớp chồm lên cao." Rất dịu dàng, ngài đưa tay đỡ hai chân trước chó, âu yếm thốt ra những lời đầy thương hại: "Ngươi hãy bớt nóng, ta đã hiểu. Ngươi chính là mẹ của chủ nhà này. Kiếp trước, ngươi rất hung ác, tham lam. Lâu đài nguy nga đây, tất cả châu báu đây, chính ngươi đã xây dựng trên bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của mọi người. Ngươi đã không chút từ tâm, thẳng tay đục khoét tận xương tủy, từ những người giàu cho đến kẻ bần cùng. Mãi đến giờ phút trước khi tắt thở, ngươi vẫn còn tâm địa độc ác và tiếc nuối những của cải, nên ngươi đã bị sanh vào đường thú vật. Vậy hãy thức tỉnh mau lên mà còn sám hối cho tiêu tan nghiệp chướng." Kim ngôn của Đức Thế Tôn đã vang vọng như tiếng thần chung, đánh thức chủng tử thiện tâm. Chó ta bỗng buông thõng hai chân trước, cúi mặt lặng lẽ bước vào mái hiên nhà, đôi mắt rưng lệ tiếc nuối cho quãng đời chìm ngập trong màn vô minh đã qua. Từ đó chó ta âm thầm nằm gục đầu sám hối, không màng ăn uống, chỉ mong thoát khỏi nghiệp chướng lầm than. Đế Đô về nhà thấy thái độ chó thay đổi như thế, và sau khi nghe gia nhân thuật lại tự sự, Đế Đô giận dữ đến Trúc Lâm Tịnh Xá chất vấn Phật. Rất dịu dàng, Đức Thích Ca dạy: "Vì mẹ con ngươi nên ta mới nói cho ngươi rõ, tiền kiếp của chó chính là mẹ ngươi. Vì luyến tiếc của cải nên phải bị khổ sầu như thế. Ngươi không tin thì hãy về đào lên phía dưới giường nơi chó thường nằm, sẽ thấy một lọ vàng." Lòng tham lam của Đế Đô đã dằn được cơn giận, vội vàng hỏi: "Thật không ông? Sao ông biết?" Nhưng từ nét mặt sung sướng, ông ta trở thành đau đớn, vì đã có một nguồn tin bé nhỏ len vào trái tim ông. Quả nhiên khi bới lên một lọ đầy vàng, nhưng vàng ấy không còn gợi được lòng tham lam của Đế Đô. Nguồn tin đã hòa mạnh trong tâm tư, làm tiêu tan tất cả những tham luyến hung tàn. Ông ôm lấy chó khóc nức nở, vô cùng ăn năn. Đoạn đến quỳ bên Đức Phật, đôi mắt đầm đìa dịu cảm, rung lên những lời cầu khẩn, thiết tha, xin sám hối tội lỗi và nhờ Phật chỉ phương cứu mẹ thoát khỏi kiếp khổ đau. Đức Phật từ bi bảo: "Nay ngươi đã biết ăn năn, thế là ngươi có thể trở lại con đường lành. Ngươi lại là một người con có hiếu, nhưng nghiệp chướng của mẹ ngươi quá nặng. Ngươi hãy thật tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và đem hết lòng thành kính sám hối cho mẹ ngươi. Đồng thời hãy đem tiền bố thí cho mọi người
giúp đỡ mọi người qua từng cơn hoạn nạn, và nhất là nhân lễ tự tứ mà thành tâm cúng dường tăng chúng, thiết cúng lễ Du Lan để hồi hướng phước báo về cho mẹ ngươi. Nhờ công đức ấy mới mong cứu khổ cho mẹ ngươi được. Khổ hay sướng, thiên đàng hay địa ngục là do mình tự gây lấy. Ta là người giác ngộ, chỉ cho một con đường chân chính, còn đi hay không là do chúng sanh dạy. Ta không thể cứu vớt được với những kẻ ngoan cố mãi. Đế Đô vâng lời Phật dạy, ngoài sự thỉnh cầu chư tăng, chí nguyện còn đem gia sản bố thí cúng dường, làm các việc đại phước. Không lâu, một hôm chó duỗi mình khỏe khoắn trên tấm thảm, rồi buông ra một hơi thở dài, vĩnh biệt. Nhưng không phải là hơi thở đầy luyến tiếc, tham lam, muốn bám víu lấy sự sống thường tình. Chó đã chết, nhưng chó ấy, mẹ của Đế Đô, sẽ về đâu, kiếp sau như thế nào? Tối hôm sau, trong giấc mộng, Đế Đô thấy trên trời xanh cuộn lên những dần mây trắng uốn dần đến trước mặt người. Từ trong đó hiện ra một dáng người đàn bà hiền diệu, ân cần dỗ nhẹ lên vai Đế Đô và nói: từ lâu vì lầm lỗi, mẹ đã tham lam và độc ác quá nhiều, nên bị đưa vào những cảnh giới khổ sở, đau đớn vô cùng. Chó ta hôm trước chính là mẹ đấy con. Con ơi, con nghĩ đến đời sống con chó, con sẽ hình dung được nỗi khổ của mẹ hồi ấy. Nay nhờ Đức Phật cứu độ và lòng hiếu thảo của con, mẹ đã thoát khỏi kiếp đau thương, được giảng sanh vào một thế giới đầy sung sướng, an vui. Thật nhân quả không ai tránh khỏi, gieo nhân gì gặt quả ấy. Tham lam tàn ác sẽ bị lầm than, tu nhân tích đức sẽ được an vui tự tại. Từ đây con hãy vâng lời Phật dạy, gắng công tu học. Thôi mẹ từ biệt